Sáng ngày 28 tháng 9, đại diện lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, đơn vị đang yêu cầu các đơn vị liên quan của Công an huyện phối hợp với ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng sửa chữa xe máy gây cháy lan sang xưởng sản xuất gỗ liền kề. Theo thông tin ban đầu, vào 20 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy cửa hàng xe máy tại gần nhà văn hóa thôn Ninh Dương, Thanh Cao, Thanh Oai. Ngay sau đó, Trung tâm đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không có thiệt hại về người. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân cháy có thể do người dân sử dụng mồi lửa để đốt tổ mối dẫn đến cháy.